Trung Hàn Lương, Đàm Tùng Vận, Trẻ Trung ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc, cộng đồng mạng réo gọi Trường Tử Di. Trước thời điểm phát sóng, nhà đài Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã tung ra loạt poster vô cùng ấn tượng với cặp đôi chính là ông chú Trung Hàn Lương và vợ bé Đàm Tùng Vận. Với loạt poster mới này, phải kể đến những lời khen ngọt ngào có cánh dành cho vợ bé thì ông chú Trung Hàn Lương là cái tên được quan tâm hàng đầu. Tính tới thời điểm hiện tại, ông chú ngôn tình đã 47 tuổi, nhưng những biểu cảm và ánh mắt của chàng Hà Sĩ Thâm bên nhau trọn đời ngày nào vẫn đang cho người hâm mộ thấy suýt xoa khen ngợi. Những hình ảnh tình tứ quấn quýt nề nhau sẽ là tâm điểm của bộ phim. Kể từ khi công bố, khán giả đã vô cùng thích thú khi lần đầu tiên thấy sự kết hợp của ông chú ngôn tình và nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận. Thời điểm nhà đài tung poster là giai đoạn đang phát sóng bộ phim Thượng Dương Phú, nhưng những hình ảnh của thiếu nữ 16 tuổi đã hoàn toàn trái ngược với nhân vật chính Trường Tử Di. Điều đó đã mang đến một lời dị nghị, liệu đây có phải là thời khắc đã xuôi dòng của những gương mặt điện ảnh một thời U40 năm hay chưa? Nếu như Trung Hàn Lương được mệnh danh là thành hách tuổi, thì Trường Tử Di cần nắm những lời động viên của khán giả dành cho cô trong phim đang lên sóng. Ngay sau lần chỉ trích cơ sừng làm nghề hay hiệu ứng đáp trả cảm giác thiếu nữ đã khiến phần nào cho thấy cô nàng đã không còn phù hợp với vai diễn thiếu nữ 18-20. Dù diễn xuất của cô là không cần bàn cãi, nhưng vai thiếu nữ mang cảm giác gượng gạo như một ngôi sao hết thời. Đối với Đàm Tùng Vận, trước khi đạt được thành công như hiện tại, Đàm Tùng Vận đã phải trải qua rất nhiều áp lực và mặc cảm. Một trong số đó chính là lời nhận xét của tiền bối Trương Tử Di. Được biết Đàm Tùng Vận từng tham gia show Sự Ra Đời của diễn viên bên cạnh nhiều cái tên như Mao Hiểu Đồng, Tăng Thuần Hy và Mã Khả. Họ cùng diễn xuất một đoạn trong phim kinh điển Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, tác phẩm từng làm nên tên tuổi của Trần Khôn và Châu Tấn. Cùng với giám khảo Hồ Quân, Tống Đan Đan, Trương Tử Di lại bày tỏ nỗi thất vọng và không ngần ngại phê bình đàn em bằng cách bình luận như: "Tôi không tin tưởng diễn xuất của các bạn không đủ năng lực làm diễn viên, bốn người diễn quá tệ." Dù vậy, bằng nỗ lực của mình, Đàm Tùng Vận vẫn có thể đi tiếp vào vòng sau. Cô còn được vào vai vợ của thầy Hồ Quân. Tuy rằng có khoảng cách về tuổi tác, nhưng ánh mắt cùng với trạng thái của Đàm Tùng Vận đã thể hiện rõ ràng sự đoan trang cùng trí tuệ nhân vật, hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác thiếu nữ của cô ấy. Thầy mới biết Đàm Tùng Vận phi thường tới mức độ nào, còn gì thất vọng hơn khi bị tiền bối chê không đủ năng lực làm diễn viên, nhưng quan trọng phải tin tưởng bản thân mình. Và Đàm Tùng Vận đã hoàn toàn tốt, ngày càng chiếm được cảm tình từ khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!